là một trong những dược liệu được ngành đông y đánh giá cao. Cà gai leo có nhiều công dụng như giúp giải độc gan, giảm mỡ trong gan, ổn định men gan, cũng như hỗ trợ tích cực trong việc điều trị các bệnh về gan khác. Tại Việt Nam, thị trường sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe từ cà gai leo ngày càng trở nên đa dạng hơn. Để có thể chủ động trong sản xuất cũng như đảm bảo chất lượng nguồn nguyên liệu, không ít doanh nghiệp hiện nay chọn hướng đi đầu tư xây dựng vùng trồng cà gai leo sạch. Tại cơ sở sản xuất cà gai leo An Xuân ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, đơn vị đang sở hữu khoảng 15 hecta dược liệu. Cà gai leo tại đây được trồng và chăm sóc theo quy trình hữu cơ, vi sinh, không sử dụng phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh đó, dựa trên lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng của vùng đất Cam Lộ trong việc trồng dược liệu, doanh nghiệp này đang có kế hoạch mở rộng thêm vùng nguyên liệu tại địa phương. Chúng tôi sẽ mở rộng cái quy mô nguồn nguyên liệu cà gai leo trên những cái vùng đất đồi của tỉnh Quảng Trị để cho có cái dược chất cao nhất. Và đồng thời chúng tôi cũng sẽ đầu tư tiếp tục cái máy móc công nghệ cao để làm ra nhiều cái sản phẩm hàng hóa an toàn, đảm bảo được cái thị hiếu cũng như cái niềm tin đối với khách hàng. Ở thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống sấy chuyên dụng cùng nồi cô chân không để đảm bảo chất lượng các sản phẩm cà gai leo khô, cao cà gai leo và cà gai leo hòa tan khi đến tay người tiêu dùng. Để người tiêu dùng có thể trải nghiệm sản phẩm, hàng tháng doanh nghiệp đều triển khai các chương trình như dùng thử sản phẩm, giảm giá hoặc tặng sản phẩm vào ngày đầu tiên của tháng. Sản phẩm hiện đã được phân phối rộng rãi trên toàn quốc thông qua một số nhà thuốc, hệ thống siêu thị. Ngoài ra, người tiêu dùng các tỉnh cũng có thể đặt hàng sản phẩm thông qua website của doanh nghiệp.